ngũ quan không cân xứng có ảnh hưởng thế nào tới tính cách mỗi người. Mỗi người có một gương mặt không ai giống ai và chính những điểm bất đồng ấy khiến tính cách và vận mệnh của con người cũng hoàn toàn khác biệt. Bạn có biết trong cuộc sống có rất nhiều người có các bộ phận trên gương mặt không cân xứng với nhau và điều này có ý nghĩa gì? 1. Chán không cân xứng Người có tướng chán đẹp là chán phải bằng phẳng, rộng rãi, hơi nhô cao, thế nhưng có một số người lại có chán không cân xứng, bên cao bên thấp hoặc bên bằng phẳng bên lồi lõm hơn. Ngu quan không can sung. Người có phần chán không cân xứng thường có tính tình nóng nảy, cực đoan. Tướng khuôn mặt theo ngũ hành, xem tướng ngũ quan không cân xứng, người ta thấy những người có đặc điểm này thường có vận thế khá chắc trở, làm việc gì cũng khó đạt được thành công, lối hành xử cực đoan, nóng nảy. Ngoài ra, chán còn đại diện cho phúc đức, nếu chán không đối xứng tức là tình trạng sức khỏe của cha mẹ không tốt, trong đó bên trái đại diện cho cha, bên phải đại diện cho mẹ. 2. Lông mày không cân xứng Thông qua lông mày, người ta có thể nhận ra được tính tình và cảm xúc của một người. Xem thêm, xem tướng lông mày biết phụ nữ một đời phú quý. Nếu người nào có phần lông mày không cân xứng với nhau, ví dụ như bên thấp, bên cao hoặc bên đậm, bên nhạt, thì tức là người này có tính tình rất nóng này. Khi gặp phải vấn đề gì không như ý muốn thì rất dễ làm to chuyện, gây ra rắc rối cho mọi người xung quanh. Thêm vào đó, đây không phải là người kiên trì trong tình cảm, dễ cả thèm chóng chán, thường không vững vàng khi gặp phải những thử thách trong tình cảm. Vì thế, chuyện tình cảm của họ thường gặp nhiều khó khăn, chắc trở, có thể không được êm ấm như nhiều người khác. 3. Mắt không cân xứng Xem tướng mắt đoán vận mệnh cuộc đời khá chuẩn xác. Nhiều người có đôi mắt không giống nhau, có thể là bên to bên nhỏ, bên cao bên thấp, hoặc một bên một mí, một bên hai mí. Đây vốn là một trường hợp không hề hiếm gặp đôi mắt là cửa sổ tâm hồn biểu thị cách chúng ta nhìn nhận với mọi người và mọi vật xảy ra xung quanh mình căn cứ kinh nghiệm xem ngũ quan không cân xứng những người có đôi mắt không đối xứng thường là người không quyết đoán suy nghĩ thường phức tạp hóa vấn đề thiếu logic mật không can sung người có mắt không cần xứng thường hay u uất buồn bã khi bắt tay vào làm việc gì người này cũng thường không chắc chắn hay trần trừ do dự bỏ lỡ thời cơ tốt đồng thời dễ nảy sinh những cảm xúc cực đoan u uất trong cuộc sống hay trong công việc, họ thường hay quên, dễ bị lừa gạt, vì thế cần phải cẩn thận, chú ý trò chuyện và trao đổi với người đáng tin cậy. 4. Tai không cân xứng. Trong ngũ quan không cân xứng thì tai không cân xứng là khi có một bên to, một bên nhỏ hoặc một bên thấp, một bên cao. Tai có những ảnh hưởng khá lớn đối với vận thế của một người. Những người có tai không đều thường có cuộc sống vất vả, không thuận lợi được như người khác, dễ gặp phải những chuyện không mong muốn. Ngoài ra, Đôi tai còn thể hiện khả năng tiếp xúc với ngoại giới của con người. Nếu ai có bộ phận tai không đối xứng nhau thì thường là người không đáng tin cậy, hay đổi trắng thay đen, có thể lừa gạt người khác để kiếm lợi cho bản thân mình. Họ thường làm việc nóng nảy, bốc đồng, không suy nghĩ kỹ trước khi đưa ra quyết định nên dễ dẫn đến sự nghiệp và tài lộc lên xuống thất thường, khó có thể làm giàu. 5. Miệng không cân xứng. Người ta có thể dễ dàng nhận ra được một người có khuôn miệng đối xứng hay không, đặc biệt là khi mỉm cười hoặc khi nói chuyện hay gây mau thụ án. Người có miệng không cân xứng thường hay mâu thuẫn với đồng nghiệp. Miệng thể hiện rõ tính cách của một người. Nếu một người có miệng không đối xứng thì thường là người có tính cách giả hoạt, thích tìm cách kiếm lợi cho bản thân, thậm chí tranh cướp công của người khác. Những người này ăn nói không thành thật, khiến người ta cảm thấy không đáng tin, không có trách nhiệm trong công việc.